KPMG, we really believe that the future success of Vietnam lies with the business sector. It's with entrepreneurs, it's with businesses that want to create value, make Vietnam a better place. We work with great businesses every day, and the KPMG Next program is about identifying those businesses that we're going to work with in the future, because their future is Vietnam's future, and that's great for all of us. KPMG Next sẽ đưa đến những cái công cụ quản trị hiện đại để mà hỗ trợ các doanh nghiệp này phát triển lên tầng cao mới. Chương trình về tài chính doanh nghiệp cũng là một cái chương trình mà nó rất là thiết thực và nó cho chúng tôi có một cái nhìn rộng hơn về về quản trị tài chính. Nó cho những cái hướng dẫn thực hành rất là cụ thể. Một trong những cái mà tôi học được đó là cái cách mà các cái công ty tại Singapore người ta quản lý cái đội ngũ của mình, cũng như là tạo dựng cái môi trường, cái không khí cho nhân viên. KPMG Next nó rất là tốt, tại vì cũng có cơ hội được gặp những các bạn đồng nghiệp với nhau, những cái công ty, và mình học hỏi được rất nhiều từ những cái công ty bạn như vậy.